Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang ở khu nhà của em Xá. Hai vợ chồng nghèo sống trong căn nhà lá danh này. Thì hôm nay thì anh em có vào để trao phần quà của cô Ngợi ở Úc Châu. Cô có gửi đến là 4 triệu 500 nghìn đồng hỗ trợ cho chị Sông, em Xá mỗi nhà là 2 triệu, còn 500 nghìn thì hỗ trợ kênh. Ở đây thì hôm nay thì anh em cũng có, em Dương cũng có trích cái khoản quỹ đấy về để mua sữa về cho cháu bé của nhà em Xá. Bởi vì cháu là cũng vừa mới đầy tháng cách đây mấy hôm thôi. Đấy, thì em Dương cũng có trích cái phần quỹ này để mà mua sữa cho cháu. Còn tổng chi tiêu tiêu hết bao nhiêu sẽ ghi ở phần đầu video nhé các bác nhé. Đây là cái phần sữa và có mua cả cái bình sữa đây. Cụ thể tí nữa cách pha như thế nào thì lát nữa em Dương đi vào trong này trao cho em Xá. Thì em Dương sẽ dạy cách pha sữa cho em Xá sau. Đây là khu nhà của em Xá đây các bác ạ. Hai vợ chồng em thì cũng hai vợ chồng trẻ, cũng lấy nhau cũng khá là lâu rồi. Hiện tại là sống trong cái căn nhà lá danh này cũng được gần 3 năm nay. Có những nhiều chỗ thì cũng đã hỏng rồi. Thời gian này thì do là vợ của em Xá ấy, thì cũng không đang ở cữ, nên là em Xá cũng không đi làm thuê đâu được, cũng chỉ ở nhà thôi. Đấy. Úi, làm sao đấy, làm sao đấy? Chào em nhá. Ồ, chào bé làm sao đấy? Bé nó bị đau tay ạ. Đau tay á? Vâng. Tay của cháu bị làm sao? Tay không biết là thế nào, nó đau ở trong ấy, nó có những cái chấm chấm da ấy. Mù à? Có mù à? Chắc là phải đưa cho cháu đi khám chưa? Chưa. Nó cứ chảy mù trắng ra à? Vâng. Đâu đâu, sao quay ra sang đây bác xem xem nào. Ê, sang bên này bác xem xem nào. Em cho quay cho cháu xem này anh xem nào. Tốt thì lo thì là tí. Sợ. Không cho à? Không cho. Đây là bé cả của em Xá đây cô bác nhé. Cháu là được mấy tuổi rồi nhỉ Xá nhỉ? Được 10 nhé. Đúng một chặt lì. Đúng một chặt. Cậu gì đâu. Ô, giờ không nhớ con được mấy tháng. Hơn 1 tuổi rồi đúng không? Gần 2 tuổi hơn đúng không? Hơn 1 tuổi. Gần 2 tuổi luôn. Đâu cho bác xem cái tay là bác tay làm sao, tay con làm sao. Nhớ tùy bác chú à. Chảy ở trong lỗ tai này ra hay như nào em? Chảy ở trong lỗ tai ra. Anh nghĩ là em nên cho con đi khám đi. Chiều tí nữa xong là cho con đi xuống dưới trạm hôm nay là thứ hai mà đúng không? Vâng. Tí nữa cho con đi xuống khám đi, không để như này mai con bị hỏng tai đấy. Vâng. Nó cứ chảy mù như này, biết đâu nó bị làm hỏng cái màng nhĩ kia là con bị điếc một bên tai đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Tí nữa cho con đi khám luôn đi. Vâng. Ừ. Chắc là tí nữa phải đi vay bố mẹ một tí tiền đi cho con đi khám. À, đang hết tiền, không có tiền cho con đi khám à? Vâng. Đi xuống trạm này em cứ cầm cái thẻ bảo hiểm đi. Cháu bé có thẻ bảo hiểm chưa? Có rồi. Có rồi đúng không? Vừa mới làm được. Ừ, đấy, cứ cho cháu đi lấy thẻ bảo hiểm của cháu đi, không sao đâu mà đi xuống đi trạm khám không sao đâu. Vâng, mất vâng. Tiền đâu mà. Vâng. Tiền xăng một tí thôi. Vâng. Đấy, tiền xăng cũng tầm khoảng 1 lít chứ mấy. Ở đây từ đây xuống nhà em, từ nhà em xuống đến trạm y tế đi cũng không xa lắm đâu mà. Không thì tí nữa đi 30 phút xe máy. Đấy. Trời nắng thì tí nữa để cho mát mát tí nữa đi. Đây anh bảo này. Nay thì cũng có cô Ngợi ở Úc Châu cũng có gửi đến giúp đỡ cho gia đình nhà em là 2 triệu. Thì cái khoản quỹ đấy thì nội anh cũng đã để lại. Và hôm nay anh cũng có trích cái khoản quỹ đấy là để mua sữa về cho con con của em ấy. Vâng. Đứa cả ấy. Vâng. À, đứa út ấy. Vâng, vâng. Đây cái sữa này là sữa từ 0 đến 6 tháng là cái này là cho trẻ sơ sinh uống được đây này. Vâng, vâng. Đấy, còn cách pha thì nó có ghi ở trong này đấy. Đâu ấy nhỉ? Tuổi của trẻ là 0 đến 1 tuần này. Thì 2 muỗng với 60ml nước. Tức là mỗi một muỗng của nó ấy, có cái trong này có cái thìa. Thì mình múc ra cho gạt cho nó bằng cái phía bên bằng cái miệng, gạt miệng là được. Thì 30ml nước. Còn con của em là được 1 đến 3 tháng. Con của em là được 1 tháng rồi đúng không? Đây là mỗi lần là 5 muỗng à. 5 muỗng bằng 150ml nước. Cái này là tùy xem con của mình ăn được nhiều hay ăn ít thôi. Vâng. Không thì mỗi lần anh nghĩ là em cứ pha khoảng tầm 2 muỗng. Vâng. 2 muỗng một lần để cho con uống. Bao giờ con uống hết mà con đói thì ăn muốn ăn thì lại cho con ăn tiếp cũng được. Vâng. Đấy, nhá, cầm cái này cho anh.
Đây có hai hộp đấy nhá. Vâng. Trước khi đây em cầm cái này trước, em cũng gửi để cảm ơn đến cô Ngợi đó. Rồi em cũng cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Đây là cô Ngợi nhá em nhé. Vâng. Cô Ngợi ở Úc Châu. Vâng vâng. Đấy, cô cũng gửi khoản hỗ trợ này đỡ đến giúp đỡ cho gia đình em cũng như là gia đình của một chị nữa ở bên khác cơ. Vâng vâng. Vâng. Đấy, thì em Dương cũng xin thay mặt em Xá cùng với gia đình rất chân thành cảm ơn cô Ngợi đã gửi cái khoản hỗ trợ này đến giúp đỡ cho gia đình nhà em để cho cháu bé có thêm sữa để mà uống ạ. Chúc cô cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng vâng. Đấy, còn ở đây thì anh cũng có trích cái quỹ kia ra để mua cái hộp bình sữa đây này. Này rửa sạch bằng nước nóng hăng lấy cho con uống nhé. Vâng. Hăng pha sữa cho con. Vâng. Đây cái này nó có chia rồi đây này. Ừ. Đấy. Đây là cứ mỗi một muỗng ở trong này là đến 30 này, thấy vâng, chưa? Vâng. Đấy là đến vạch 30 này này. Còn bên trên này là 30, 40, 50, 60. Đấy thì hai muỗng thì lên được 60 này, đến cái số 60 này. Vâng. Thấy chưa? Vâng vâng. Đấy đây nó có ghi mà cách pha chế ở đây mà. Đây. Hai muỗng là 60ml nước đây này. Cái này là nó chia ml đấy. Vâng. Đấy nhá, nhớ vâng. Cách pha chưa? Không thì bây giờ em đun nước đi, có nước xong là tí nữa để anh hướng dẫn em pha luôn. Vâng vâng. Nhưng mà cái này phải rửa bằng nước sôi đã. Vâng. Cái ống mút của nó cái đầu mút của nó đây này. Nói chung là nuôi con nhỏ thì khó lắm. Thời gian đầu vất vả như tầm bây giờ em được đứa cả này nó còn đỡ đỡ một tí rồi đấy, không là còn vất nữa. Rồi cái này lắc kiểu gì nhỉ? Trước thằng lớn có cái loại này không? Trước thằng lớn với không đủ sữa với mua một cái nhưng mà chả biết là bây giờ con nó lại đi đâu đi rồi. Đấy, cái này nó biết dùng rồi đúng không? Biết pha rồi đúng không? Nếu mà thằng lớn cũng dùng thì biết pha. Thế này rửa bằng nước nóng xong hãy cho uống nhá. Đây bên trong này anh mở ra luôn đây này. Bên trong này nó có cái muỗng mà. Đây này, đấy. Một cái muỗng của nó đây. Hai cái muôi này nó gạt bằng cái mặt này nhá. Vâng, vâng. Thì là bằng 60ml này. Đấy. Vâng. Đấy, còn nếu như mà em biết đọc chữ mà đúng không? Vâng. Đây nó có em mới biết một tí. Đấy đấy, nó có cái hướng dẫn ở trong này này. Hướng dẫn cách pha đây này. Vâng. Đấy nó có cái chế độ ở đây rồi. Được chưa? Vâng vâng. Rồi, đấy cất đi không cứ cứ đun nước đi xong rồi tí nữa không anh hướng dẫn cách pha một lần để cho nó biết không lại vâng, vâng. Pha lại không đúng liều lượng lại cái hiệu quả của cái sữa của nó lại không cao. Vâng. Cứ lại để tạm đi. Rồi. Cất đi. Để tạm hai hộp đã xong rồi bao giờ hết thì anh lại tiếp tục mua vào tiếp. Vâng vâng. Nhé. Thế em cảm ơn anh rất nhiều và rồi cái này là của cô bác có gửi bác đến rất nhiều ạ. Đấy rồi đâu bé đang ngủ à? Vâng. À bên này này quấn tã cẩn thận vào cho con ấy em, này cũng không nên quạt cho con nhiều quá không là trẻ sơ sinh này nó nhạy cảm lắm. Vâng, nhưng mà nóng quá nó không ngủ được. Đúng rồi, về thời tiết này nóng quá, về thời gian này thật sự là ở đâu cũng thế thôi. Này cái chỗ nước của nhà em Xá thì cũng cái này là nhà em là phải đi lấy để em đổ tí nước nóng mà. Em cho hẳn vào, múc hẳn vào xong vặn cái nắp vào cái lắc đi. Úp cho nó khô một tí nữa hăng pha sữa. Vâng. Với cả nước cũng đang sôi như này cũng không nên pha sữa đâu. Vâng. Nước để cho nó nguội một tí hãng pha. Hai vợ chồng đã ăn cơm chưa? Vừa ăn xong rồi. Ăn xong rồi gì? Vâng. Nay ăn cái gì? Có còn còn cơm để ăn không? Có ăn tí cơ chấm. À vẫn còn cơm nguội đây này. Trong này là cái gì đấy? Đấy là rau. À rau rau dưa. Vâng. Thấy vẫn còn một ít thịt đây à? Thịt hôm nọ anh mang vào vẫn còn đây đúng không? Vâng. Ừ. Rau dưa này làm gì đã cho vợ à, vợ ăn được được được. Vợ nó bây giờ nó am bây giờ chỉ am bằng nước thôi bây giờ. Ăn nước lã được. Vợ. Uống thêm thịt vẫn còn đấy. Thì bây giờ còn mấy mía cái bé kia là nó không ăn được. À. Thêm nước thuốc cũng hết rồi à? Hết rồi. Đây này thấy, đây. Đây cần nước ăn của vợ đây à? Vợ. Ăn cái này với cơm mà hay là để tắm cái này này? À cái này với cơm chấm thôi. Ăn cái này với cơm trắng.
Vâng. Cái này lá xả à? Vâng. Phải không? Phải. À. Thế bây giờ đang ăn như thế này thôi, anh tưởng là vẫn còn đồ ăn chứ. Bây giờ hết, hết rồi. Mấy cái nồi này là nồi cơm hay cái gì đấy? Đấy là nồi cơm thôi ạ. Ừ, cơm thì vẫn còn, hai vợ chồng vừa mới ăn cơm xong. Cho em trai, em bé to. Cái này là cũng là nồi cơm à? Vâng, cái này là nấu cho vợ. À, nấu cho vợ gì? Vâng. Nó vợ riêng đúng không? Vâng. Vẫn chưa dám ăn chung à? Vâng. À, thế anh thấy là vợ đầy tháng rồi đấy? Đầy tháng rồi nhưng mà nó bây giờ nó đã ăn riêng mấy ngày nữa. À, ăn riêng mấy ngày nữa? Vâng. À, là vẫn còn kiêng kỵ, chưa hết, gọi là vẫn đang vừa khỏi cữ nhưng mà gia đình là vẫn cứ kiêng trong thêm vài hôm nữa. Mặc dù là nói thì nói vậy chứ còn, nhưng mà kể cả lúc kiêng xong thì vẫn cho không cho vợ ăn rau dưa kia đâu nhá. Vâng. Ăn cái đồ chua vào xong là sợ cái... cho con ăn ti là con bị đi ngoài ấy. Đúng rồi. Đấy. Và cũng không được ăn rau cải. Vâng. Ít nhất không phải tầm 6 tháng đi mới được ăn rau cải. Bây giờ thì với am cơ bản nước chấm rồi. Ừ. Để cho nó sẽ khô khô một tí nữa. Vâng. Có cái phích đựng nước nào không? Phích không có ạ. Không có à? Vâng. Nếu mà có một cái phích thì lấy đổ nước vào trong phích ấy, bao giờ mình cần pha lúc nào thì mình pha lúc đấy luôn. Đúng rồi. Tiện. Nhưng mà không có ạ. Ừ? Nhưng mà không có ạ. Ừ. Đây thế để đấy lên chờ nước nguội đã đi. Cái này vẫn chưa được lắm đâu em ạ. Vâng. Phải đúng cái vạch 60 này cơ. Vâng. Cho thêm một tí nữa. Thêm một tí. Em Dương hướng dẫn cho em xá cách pha cái sữa bột này các bác ạ, bởi vì là các em ở đây là ít thì đường quá rồi. Quá rồi. Ừ. Gọi là cũng không có điều kiện đấy nên là ít khi mua sữa bột này cho các con uống lắm, trừ khi những trường hợp là ở trong bệnh viện thì mẹ chưa có sữa ấy, thì bên bác sĩ người ta bảo mua thì các em mới mua thôi đấy nhá. Đúng cái vạch 60 này mới cho này. Vâng. Bây em lấy ra đi, mở cái này ra xong cho pha vào 2 muỗng cho con đi. Cái này mở thế nào? Đấy, cứ xé ra như thế được rồi. Để như thế cũng được. Một tí nữa mình đậy lại. Không phải, nó phải đầy hẳn chứ. Đây anh bà này. Em gạt đây này, gạt qua cái chỗ này này. Đấy, được chưa? Ừ. Cứ 2 muỗng như thế này là 60 nhá. Vâng ạ. Thế là 1 muỗng này là 30 ml. Ml. Vâng. Đấy. Cho nó bằng như thế được. Cho nó bằng như thế này là được rồi. Vâng ạ. Ừ, xong là hướng dẫn vợ nhá, lúc nào không ở nhà vợ còn biết pha. Vâng. Cũng đậy lại cái này vào để cho nó đỡ bị chống ẩm ấy. Vâng. Nhớ đậy nắp cẩn thận vào. Vâng. Thầy lắc đều lên là được. Vâng. Nhớ để nguội nguội một tí cho con uống nhé, đừng có để cho con nóng như uống bỏng mồm con ấy. Vâng. Được chưa? Để lát này có thể là để vào trong cái bát nước lã ấy. Vâng. Nó nguội nhanh. Đấy, chỉ thế thôi. Nhớ chưa? Nhớ cái pha chưa? Dạ. Nhớ cái pha chưa? Nhớ rồi. Đấy. Cái này là mình cho sữa vào thì nó mới tràn lên như thế. Vâng. Lúc nãy lúc nào cũng phải cho nước vào thì bao giờ nó cũng phải đến vạch 60 này này. Vâng vâng. Đấy, xong mới cho sữa vào nhá. Vâng vâng. Thấy chưa? Đâu nắp cái kiện đây này, cái nắp này. Rồi. Đấy tí nữa con dậy về thì cho nó cũng nguội vừa uống đấy. Vâng. Nhưng mà anh bảo này, sữa này nhá, cho con uống một lần, nếu mà con uống không hết thì cũng khoảng 2 tiếng sau thì không nên cho con uống nữa đâu nhá. Đổ vâng. Đi pha cái mới như chưa? Vâng, không vâng. Để trong này nó cái sữa này nó rất là dễ lên men, nó bị chua. Vâng, ăn vào nó ảnh hưởng đến con đấy, con lại bị đi ngoài đấy. Vâng, được chưa? Tất cả mọi cái hướng dẫn ở trong này nó có hết mà. Vâng. Chú ý là đừng có cho con pha, đừng có pha để lâu quá. Vâng. Nó dễ bị hỏng lên men, nó chua ấy. Vâng, vâng. Đấy. Cứ để cho pha xong để một lúc cho con uống là được, tầm khoảng 2 đến 3 tiếng sau thì nếu mà con không uống hết thì lại bỏ đi pha cái mới. Vâng. Không. Còn mỗi lần cho con uống xong ấy thì nhớ là rửa lại cái bình này bằng nước nóng nhá. Vâng vâng.
rửa lại cái bình này bằng nước nóng hãng pha pha lại cho con. Đừng có lại đổ cái sữa cũ đi xong lại đổ nước mới vào để cho nó pha như thế này thì nó cũng không khác gì là cái sữa cũ kia đâu. Đúng. Đấy. Nhá, không cái vi khuẩn nó bám lại. Tốt Vâng. nhất là con uống xong ấy, cái vẫn còn thừa thì cứ đổ đi xong là cho vào ngâm nước nóng luôn. Ngâm luôn nước nóng luôn để Vâng. nó sát khuẩn ở trong cái chỗ đầu mút này của con đây này. Vâng. Được chưa? Vâng. Đấy, con cái lúc còn nhỏ này chăm khó lắm. Không phải là cứ đẻ ra là chăm bình thường như lấy là nó lớn rồi. Tránh làm sao tốt nhất cho con là được. Đúng rồi. Nha. Vâng. Ừ. Tăng là anh bảo. Con ấm Cái gì? pha nước ấm thôi. Nhớ là pha nước ấm thôi nhá. Vâng. Pha nước ấm thôi, giống như kiểu lúc nãy anh bảo em là có chờ để cho nó nguội nguội bớt đi hãng pha đây này. Vâng. Nha. Tí là nhớ nhớ là bảo vợ lúc nào không ở nhà thì vợ còn nấu. Xong Vâng. là cho con đi khám đi. Vâng. Cho con đi khám luôn đi không để tai lâu này ngày là con bị hỏng tai đấy. Vâng. Hỏng một bên tai với cứ chảy mủ kia ra là sợ là con lại bị viêm tai ấy. Vâng. Ừ. Đây này bé đang chơi ở đây này không ngủ trưa nhỉ. Thích nhờ. Cái này của ai đấy? Hả? Cho bác một cái nhá. Nhá, được không? Ô, cái da này cất tí nữa nó lại Ừ đấy, cất đi. trong Con này đang tai. bị sổ mũi à? Vâng. Ô. Em bôi thuốc ở bên ngoài da là bên ở bên tai này nó không không khỏi được đâu. Cứ cho con đi khám ở dưới trạm người ta bảo như thế nào biết chắc anh nghĩ là kiểu gì người ta phải lấy thuốc về cho uống đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Cứ cho con đi khám đi, xong tí nữa xong là mượn xe của ai xong đi luôn đi. Vâng. À, thế nương em ở chỗ nào cho anh đi xem tí. Nước của em ở bên kia ạ. Ở bên này á? Vâng. Ở đâu? Trời nắng như này vẫn cố trồng à? Bên này nương của nhà nào không biết là có Đây cũng là trồng cái sai đúng không? nước của nhà trên kia. Ở nhà trên kia Vâng. cũng trồng rồi mà đúng không? Đây có một tí này khô quá nó mới chưa trồng, bên này thì nó mới trồng hết rồi. Ở cái một tí này là chưa Đấy, trồng được. còn một tí này thôi. Ở trên này nó mới trồng hết. Khô quá căn bản là làm đi làm cũng phải có một ít nước. Không Vâng. phải ở đây là chỉ có mỗi của nhà em, mỗi nhà em xá đúng không bác ạ? Thế là hầu như là cả bà con ở trong trong này đều như thế hết đây này. Đấy, trồng rồi mà cũng không mọc nổi. Anh hình như là cái của nhà này là còn trồng trước của nhà em mà đúng không? Đúng rồi, cái nhà này với trồng trước của nhà em được 2 hôm. Trồng trước nhà em tận 2 hôm Vâng. mà cũng không lên nổi. Từ cái đợt mà nhà em trồng ngô cũng như nhà này trồng xong thì có cơn mưa nào Không. không? Vì Trồng là xong là nó vẫn không có một tí mưa nào. mấy hôm vừa rồi này là cũng có một cơn mưa gọi là mưa rào thôi chứ. Có nhưng mà mấy hôm trước nó mưa xong là mới trồng, mưa xong là trồng xong là nó lại không mưa, nó lại nắm thì khô, đất khô hết. Từ đây sang bên kia luôn các bác ạ. Đất khô cằn quá. Bà con trồng cây trồng cũng không nên được. Năm nay là bình thường ngô đã không tốt rồi. Năm nay còn khô hạn kéo dài như thế này thì không biết là ngô có nên không nữa. Bình thường của nhà em là cũng bắp nhỏ lắm đúng không? Vâng. Bởi vì đất là nhìn đất mới mà. Bên này là nhà nào đấy? Đây là nhà của nhà cậu. Nhà cậu à? Nhà cậu của bố em ạ. Cậu của bố em á? Vâng. Tức là em gái của mẹ à? À em trai của mẹ. Là em trai của bố em lấy chị của. Cái nhà cũng bị thủng mất rồi các bác này. Nhà này là mưa có gió thổi. Mưa gió thổi á? Vâng. Ở khu nhà này thoáng mát nhỉ? Có nhiều cây phối phết đấy. Trên này Ôi mình nó cao, ở cao thì nó có gió. hôm nay trồng được mấy cây bạch đàn này to thật này. Trồng lâu lắm mới chứ nhỉ. Cái Nhà này này vừa nhà nào trồng. ấy vào đây chơi được tí được không? Được. Hả? Nó phải nhớ trẻ à? Chào em nhé. Đây em gái đây à? Đây là em gái Chào của em nha, anh vào nhà chơi tí được không? Hả? Ủa, nhà mấy cái mấy tấm ván này là không đều nhau một tí nào luôn. Cái này là phải gọi là chắp vá từng tí từng miếng một đấy nhỉ. này là nó chắc thế này để cho nó chắc thôi. Cái này là tự đi xẻ về sao?
Ủa nhà làm được cổng bằng sắt đây này này. Thiết kế bao giờ cũng bà con ở trên này là lúc nào cái gì cái không được, nhưng mà lúc nào cũng phải rào được cái vườn xung quanh như này. Nhưng mà anh thấy một điều như thế này nhé, là ở trong cái ngôi làng này là lại không làm cái bờ rào bằng đá nhỉ. Ở trên này nó mới làm, nhưng mà hiện như là không có tiền là không làm được, thì nó là cây bình thường thôi. Cây bình thường thôi. Vâng, nếu mà nhà nào có tiền thì nó mới là nhà đất, nhà đá. Đây là do một phần là cũng không đá, không có đá nữa. Chào em nhé, nhà mình ăn cơm chưa em? Sao ngại gì á? Nó mỏi. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi á? Em tên là gì nhỉ? Bé đi chào. Sao đâu, bình thường mà. Tên là gì? Tên là gì em? Dính. Dính à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17. 17 tuổi à? Em có chồng chưa? Chưa. Chưa. Em là học hết lớp mấy như này? Không học đâu. Không học á? Từ trước là đến giờ không học, không đi học. Nhưng mà anh thấy em vẫn nói được tiếng phổ thông bình thường đấy. Biết nói tí tí. Biết nói tí tí á? Đây nhà em đây đúng không? Bố mẹ đi đâu hết rồi? Bố mẹ đi làm hết rồi. Bố mẹ đi làm hết rồi à? Ừ. Thế mình là ở nhà trong nhà thôi. Ừ. Nhà mình ăn cơm chưa nhỉ? Ăn rồi. Ăn rồi á? Cho anh vào nhà xem một tí được không? Được. Mình hay cho anh xin bát cơm được không? Được. Được không? Ở đây còn một bạn nữa này, đây là em gái của em à. Em này có đi học không? Đi. Em ra đây anh nhờ tí. Này, bạn này xinh nhất xóm đây này, cô bác này. Em học lớp mấy rồi? Học lớp 7 ạ. Học lớp 7 à? Thế này không đi học lại ở nhà? Chiều thứ tư mới đi ạ. Chiều thứ tư mới đi à? Anh, thế bình thường em học có được học sinh giỏi không? Không được à? Nay là đang chuẩn bị nghỉ hè, được tới là lên lớp 8 rồi đấy nhỉ? Vâng. Có định là học xong lớp 12 là mình đi học tiếp không? Hay là ở nhà để chuẩn bị lấy chồng? Ở nhà đi làm. Ở nhà đi làm á? Đi làm công ty hay như nào? Không biết. Không biết á? Bây giờ lớp 8 thì hơi sớm nha. Bạn đây là chị gái là em dính này. Chứ bình thường em có điện em đứng ra đây, sao lại không đứng nép nép vào trong trong cái chỗ kia làm gì em? Bình thường em có ở nhà em có đi làm thuê ở đâu không? Không đi làm. Không đi làm thuê ở đâu á? Ở nhà thôi. Anh thấy có nhiều bạn là tầm tuổi như em đi lấy chồng mà sao mình vẫn chưa đi, chưa muốn đi hay như nào? Chưa muốn. Thế có người yêu chưa? Chưa. Chưa có á? Bạn quay phim của nhà anh vẫn chưa có người yêu này. Chấm được không? Để anh giới thiệu cho, lấy số cho nhé. Thôi nó chưa vậy thôi, anh vào nhà chơi một tí được không? Đi em dẫn đường đi. Đây này cô bác này, ở khác với chỗ nhà của em Xá thì lại là hai vợ chồng trẻ cũng vừa mới lập gia đình này, thì mọi cái bố mẹ cũng nghèo khó nữa, không giúp đỡ được gì ấy. Thì chủ yếu là hai vợ chồng là tự làm ra thôi. Còn đây chỗ nhà của bà con ở trên này là đi vào đến nhà nào cũng thế nha cô bác nhá, bao giờ cũng có cái tấm vải đỏ như này ở trước cửa này. Thì cái ý nghĩa của là những cái tấm vải đỏ như thế này với cả những cái này là đồng xu đúng không? Đúng rồi, cái này là đồng xu. Đây, những cái đồng xu như thế này thì có ý nghĩa như nào xá? Cái này em cũng không hiểu. cũng không hiểu lắm. Cái này bình thường mình có hay thay không? Cũng thay ạ. Cái này tầm khoảng 1 năm giữa 2 năm là thay một lần. Cứ 1 2 năm là thay một lần. Vâng. Ở bên trong nhà mình anh thấy dán rất nhiều giấy đỏ thật đấy. Khác với những cái gia đình khác thì đi vào trong này thì anh em thấy là bình thường là thấy cái bếp lò là tưởng là hay là để phía bên trên ngang với bàn thờ. Nhưng mà nhà này lại để bên dưới này nhỉ. Có cái gì lý do gì đặc biệt như thế này không? Như là nó một dân tộc thì nó khác một tí. Mỗi dòng họ, mỗi dân tộc nó khác. Thế à? Thế anh tưởng là bà con đồng bào người Hơ Mông thì nhà nào cũng như thế cơ. Cái này là rau cải mèo đây đúng không? Cái này hái về để làm rau dưa à em? Hả? Phải không? Sao ngại ngùng thế? Xấu hổ. Cái đậu này gọi là đậu gì hả xá? Cái này gọi là đậu xanh hay thế nào? Cái này thì không phải, cái này như là của bà con địa phương mình ấy có mà đúng không? Đây này nó hạt khác lắm của bác ạ, nó có hơi tím tím này một tí này. Đấy. Này ở chỗ khu nhà của anh cái trưởng thôn là có nhiều lắm. Nhưng mà ở quanh khu này, cái này là nhà mình tự trồng hay là như nào em gái? À gì?
Cái này mua về đấy á? À thế à? Ờ, khô cằn như này thì cũng không biết là nhìn chưa nhìn thấy là chỗ nào là nhìn là trồng được rau cả thật. Khô à. Quá. Nhà mình trồng ngô chưa em? Trồng. Trồng rồi á? À, trồng hết chưa? Có mọc được không? Chưa. Chưa á? Có tính là đi đón đón rể về thì hộ bố mẹ trồng ngô không? Bố mẹ không về trồng. Hả? Bố mẹ không về trồng ngô đâu. Bố mẹ không trồng ngô thì như nào? Ngại quá. Nói chung là tiếng phổ thông cũng hơi kém là không nói được. Nhưng mà anh cũng thấy lạ là bạn này không đi học mà vẫn nói được tiếng phổ thông. Như là nó lúc nào nó đi chợ gà bạn bè nói chuyện với nhau là nó có hiểu một tí. À thế là vẫn nói được đúng không? Vâng. Đi giao tiếp với bạn nhiều là thế vâng. Thế chứng tỏ là bạn của em này là cũng đi học nhiều đấy đúng không? Vâng. Ừ. Anh nghĩ là với cái vốn tiếng phổ thông như của bạn này thì có thể là đi làm thuê ở các công ty được mà cũng, nhưng mà người ta cũng làm được bình thường vẫn làm được bình thường mà. Như bình thường ngày trước em đi làm thuê là em đi làm công ty không hay là em đi là trên rừng thôi. Đi làm trên rừng đấy á? Vâng. Làm bốc vác à? Vâng, đi là cắt cỏ. À bình thường là em đi làm ở đâu? Em mới đi làm ở dưới quản này là sơ nhưng mà đi là thì vẫn không được tiền ấy, là 1-2 tháng nó chỉ được 1-2 triệu thế về đến nhà. Tức là người ta lừa mình không cho tiền. Đúng rồi. Ồ sao thật khổ thật. Tôi anh chào hai đứa nhá, cảm ơn hai đứa. Rồi định vào đây ra xin cơm của các em nhưng mà thôi các em ngại quá không xin nữa. đây là những cái khung cảnh cũng như là cuộc sống của bà con ở trên này là hầu như là như vậy thôi các bác ạ. Đây gọi là những cái ngôi nhà gọi là đối với mặt bằng chung của bà con trên này gọi là khá giả rồi đấy, không phải là khó khăn gì đâu. Có nên là để mà giống như nhà của em Xá thì một lại trường hợp lại đặc biệt nó khác rồi các bác. Còn hôm nay thì em Dương cũng đã mang cái phần quà của cô Ngợi ở Úc Châu, cô có gửi phần hỗ trợ để giúp đỡ cho em Xá thì anh em cũng có mua sữa và cho gia đình em. Cái khoản quỹ vẫn còn lại thì mấy hôm nữa thì gia đình còn thiếu cái gì thì anh em sẽ tiếp tục là tiến hành mua vào ạ. Và bây giờ thì cũng khá là muộn, chắc em Dương cũng xin phép và được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.